Hi, xin chào các bạn. Mình là Ri và các bạn đang xem channel Ringo JB. Hiện tại thì mình đang ở Việt Nam. Không phải nha. Đây là một quán Việt Nam mình rất là thích luôn á, đã được giới thiệu trên Nasojo của Mỹ rồi. Một quán ở khu chung cư tổ hợp từ hồi xưa tới giờ, có rất là nhiều các cô chú, những người mà đã ở Nhật đây rất là lâu rồi, từ cái thời mà sau chiến tranh họ được chính phủ Nhật đưa về khu chung cư để tập trung sống cùng với nhau. Thì thành ra ở khu này có rất nhiều người nước ngoài sống ở đây, không những là chỉ có người Việt Nam. Văn hóa Việt Nam ở khu này rất là mạnh. Thì mình đang ở trong quán tạp hóa khô và cũng là một cái quán ăn của cô chủ tên là Thanh Hà. Đồ ăn ở đây và không khí ở đây mình rất thích. Mình không cần phải nói một cái thứ tiếng Nhật nào hết. Như là mình đang ở trong chợ Bến Thành ở Sài Gòn vậy đó các bạn. Không khí rất là vui. Cái khu này mặc dù là cách xa trung tâm Tokyo, cách xa nhà mình lắm, nhưng mà khi nào mà mình rảnh rỗi mình thường đến đây để tận hưởng cái không khí Việt Nam cho đỡ nhớ trong cái mùa dịch Covid này. Xin mời các bạn theo dõi xem quán ăn này nó có sức hấp dẫn như thế nào mà người Nhật và người Việt đều tập trung ở đây nhé. Các bạn của mình đã đến đây. Mọi người đều tập trung, các bạn thấy không? Quán rất là đông luôn. Đây là bác cameraman hay quay video cho mình đấy. Đây là menu của quán nha các bạn. Một cuốn album dày thiệt là dày luôn. Trong này có rất là nhiều món ăn truyền thống Việt Nam ha. Giá thành cũng khá là hợp lý, từ 700 yên cho tới 900 yên. Có rất nhiều món ăn độc lạ và có cả món ăn đường phố của Việt Nam nữa. Rất là thú vị luôn. Các bạn thấy không, có cả gà Việt Nam nữa nè. Không những là có món ăn Việt Nam mà cái nguyên liệu đó cũng xuất xứ từ Việt Nam luôn nha các bạn. À, có cả chân gà pha lấu nữa nè các bạn. Quá trời món luôn các bạn ơi. Bây giờ không biết gọi cái gì cho người Nhật ăn nữa. Thiệt luôn. Nè các bạn, có món hột gà lộn ha các bạn. Ở bên Nhật thì ít hột vịt lộn lắm, nhưng mà họ có ghi rõ ràng người Nhật không có nên gọi cái món này, tại vì người nước ngoài rất là sợ món này các bạn. Nhiều khi mình suy nghĩ mình cũng thấy là tàn nhẫn. Phải nói là hột vịt lộn ha, nó cũng là một phần văn hóa trong ẩm thực của Việt Nam rồi. Thì mỗi đất nước có một cái phong tục, một cái văn hóa khác nhau. Mình nghĩ là mình nên tôn trọng, và ai không ăn được thì che mắt lại. Rồi bây giờ mình chuẩn bị gọi món nè các bạn. Đây, gọi món mình không cần phải sử dụng tiếng Nhật luôn các bạn. Ở đây rất là tiện lợi luôn, thoải mái, không có no stress. Rồi, em ơi. Rồi một phần bánh kho. Gỏi cuốn 7 cuốn. Rồi bánh mì 2 cái. Trời, gỏi ngó sen. Có rau muống không? Không có hả? Đúng rồi ha. Hai phần bà kho. Bà kho bánh mì. Cho một đĩa okoge, một cái đĩa hến xúc bánh đa. Không có hả? Ok. Giờ cho một cái bánh cuốn luôn. Ok, cảm ơn. Cảm ơn. Em ơi, em có đậu phộng luộc không? Dạ có. Cho một đĩa trước nha. Với lại cho hai phần mang về. Ở đây có bán đậu phộng luộc. Trời ơi, đậu phộng luộc ở Nhật rất là hiếm đó các bạn. Bia này kia các kiểu là mình tự lấy. Mình tự lấy. Mọi người ai cũng nghĩ Việt Nam chỉ có loại bia 333 thôi, nên thường ra là họ hay gọi cái món này ha. Nhưng mà mình thì lại thích uống bia chai các bạn. Mình rất thích uống bia chai. Và là người Sài Gòn thì đương nhiên là mình sẽ uống cái bia này trước. Đây, bia Sài Gòn. Món yêu thích của mình. Đó, tự phục vụ tự lấy. Mỗi phần như vậy, mỗi chai như vậy là 350 yên ha các bạn.
Đây là gia đình của bé Fujita Lay. Bố cô bé là người đã từng ăn và rất kiêng món hộp gà lộn này. Nhưng ngược lại, mẹ và bé lại là lần đầu tiên trải nghiệm. Vậy thì chúng mình hãy xem bé có ăn được không nhé. これだけで10匹のひよこの命がお亡くなりになってる。小籠包のあれと一緒だ。そこが美味しいから。見た感じ、なんか栗みたいな、栗みたいな感じですね。すぐ飲む。あんま近くで。行きます。はい。はい。あ、思ったより熱かった。お茶だよお茶。日本茶だよ。ああ。日本茶だっすよ。あ、すごい匂いは本当に鶏の煮物みたいな匂いする。うん。美味しい。おお。ゆでなんか温泉卵の白身、鶏のだし汁みたいな感じ。あ、これほんと卵卵。黄身の部分。いただきます。あ、やばい、塩コショウかけすぎた。あ。あ、それか。うん、美味しい。二口目いきます。これですね、黄身。じゃあこの白い部分いってみましょうか。はーい。あ、やば。すごい出た。顔です。顔です。顔が出ました。顔が出ました。顔が出ました。ああ。すげえな。鶏の。煮物みたいな感じですね。あ、これは顔かな。うん、柔らかいですね。味にコクがあるんで、すごい美味しい。卵の味で。はい、完食しました。いや、本当に美味しかったので、皆様ぜひ食べてみてください。わー、いいねー。本当美味しい。うん。これ。Thế là ngon. Công nhận bé Lay rất là dũng cảm nha các bạn. Lần đầu tiên ai gặp món này cũng sợ hết. Nhưng mà xung quanh mình mọi người cũng thích cái món này. Mình rất là vui luôn. Ano sodatsu ma. Tại vì chắc chắn là nhập không phải chứ. Sốt ngon lắm. Chắc chắn là rất là ngon. Cái này làm sao cô chị? Chắc chắn là xem mang cho đây. Cô đây đẹp nè. Hàm bưng cơ đây. Chút tổ ô mi dự. Chút tổ hi hoài vô hoài. Cứ. Nhi được nhi được. Xem bữa giao qua đã cai mà nè. Chút tổ ô tôi thế. Chưa mê tay nát tạc à. Cả bình như đây tới dút tổ chỉ cần. À tổ là sirop bởi đà kẹ. Tổ peanut. Cô đây là sì gôi mô kê được. Mô kê được. Nhiều hả? Khoảng 20 bài ngày đấy. 50 bài. 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 Có lẽ đây là người Nhật thích uống đá mè nhất từ trước đến nay mình gặp luôn á. Nhưng Nhật thì chỉ bằng 50 bài. Cô Thanh Hà mà nghe được câu này chắc mát lòng lắm đây. Mọi người tới đây đổ xe miễn phí nha. Chung cư Icho Đăng Chì. Container みたいな建物なんですよ。神奈川県イチョウ団地にあります、タンハーというお店に、やってきました。で、前回続いて、ね、2回目なんですけども、ホビロン出ましたね、今日ね。
ホビロンとホガロンの違いは？ホガロンの違いね、鶏とアヒルですね。味はどうですか？味はね、タンパク系が好きだったら、ホガロンですね。で、ホビロンはもっと濃厚で、まあ、でもやっぱりね、ホビロンの方が美味しい。美味しい、もうね、いっそのことを、もうすりつぶしてスープにしてしまって出せば誰も気づかないと。あ、美味しい、この鶏のスープって。そっちか、毛がなければ。そうそうそう、形を見るからみんなあれだけど、もうね、形をなくしてスープとかにしたら多分みんな好きな味ですね、あれ。味からすればもう食べたからもう怖くないでしょ。次はあのもうちょい大きな鶏のロンをダチョロンとかダチョロンとダチョ、こんな感じよ。ガイカチョロンとかさ、七面鳥論とか。そのね、うずらのやつを食べたいですね。ああね、食べたい。いや、ああいう食べ方があるっていうのはね、異文化交流のね、楽しみですね。いや、中でも新しいお友達できました。藤田玲です。皆さんもぜひタンハ行ってみてください。はい、ありがとうございました。Xin chân thành cảm ơn cô Thanh Hà và những người bạn đã giúp Ringo thực hiện video này. Nếu bạn quan tâm về quán của cô Thanh Hà thì hãy kiểm tra ở phần miêu tả bên dưới video nhé. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở những video clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại.